Liên quan đến vụ nhiều người ngộ độc sau khi ăn bánh trung thu ở thành phố Thủ Đức, mới đây Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã công bố nguyên nhân gây ra vụ việc. Các chuyên gia nhận định khả năng cao do bánh su kem đã nhiễm khuẩn trước đó. Theo đó, trong sáng mùng 4 tháng 10, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã họp hội đồng các chuyên gia để đánh giá nguyên nhân khiến bé gái sinh năm 2017 tử vong và nhiều người ngộ độc sau khi ăn bánh đêm trung thu tại chung cư Palm Edge, Palm City. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi nhận được báo cáo nhanh từ các bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân nghi ngộ độc bánh tiệc trung thu, vào ngày mùng 3 tháng 10, Sở Y tế đã cử đoàn chuyên gia y tế đi khảo sát và đánh giá tình hình ngộ độc. Tổ công tác gồm các bác sĩ chuyên khoa cấp cứu nhi của Bệnh viện Nhi Đồng 1 cùng các chuyên viên điều tra dịch tễ, khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM, HCDC. Theo Giám đốc Sở Y tế TP HCM, sau buổi họp khẩn, các chuyên gia nhận định nhiễm khuẩn là nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm sau tiệc trung thu tại chung cư. Nhiều khả năng nguyên nhân là bánh su kem đã nhiễm khuẩn trước đó, do tất cả trường hợp ngộ độc đều có triệu chứng giống nhau. Liên quan đến nhiễm khuẩn thức ăn như sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, bạch cầu máu tăng cao, CRP tăng cao sau khi ăn bánh su kem có cùng nhãn hiệu, cùng địa chỉ nơi mua bánh. Các chuyên gia đánh giá đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt, diễn biến có phức tạp và khó nhận biết hơn so với các trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt trước đây, thường xảy ra tại các trường học, nhà trẻ mẫu giáo. Về tác nhân gây ra nhiễm khuẩn, hiện vẫn phải chờ kết quả phân lập vi khuẩn đang được Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TP HCM xử lý. Theo cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM, người có hàng chục năm kinh nghiệm trong cấp cứu ngộ độc hàng loạt ở trẻ em, có hai nhóm tác nhân thường gặp gây ra ngộ độc thực phẩm. Nếu các triệu chứng ngộ độc xuất hiện sớm trước 6 giờ sau khi ăn, enterotoxin của vi khuẩn tụ cầu. Nếu các triệu chứng xuất hiện muộn, thường là do cơ thể bị nhiễm khuẩn do tác nhân Salmonella SPP gây ra. Trước đó, vụ việc xảy ra vào tối ngày 29 tháng 9, Ban Quản lý và Ban Quản trị chung cư Palm Edge, Palm City tổ chức lễ trung thu cho trẻ em sống trong chung cư và con em một số nhân viên phục vụ tại đây. Một hộ kinh doanh tại chung cư đã tài trợ hơn 200 phần bánh su kem cho chương trình. Ban Quản lý chung cư phát cho khoảng 200 người, còn dư khoảng 10 bánh phát cho nhân viên. Tại chương trình đêm trung thu, bà Phan Thị Út, quê Cà Mau, tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh, là nhân viên vệ sinh của chung cư, nhận phần quà gồm 5 bánh su kem. Khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 9, bà Út mang bánh về nhà trọ ăn cùng hai con. Sáng sớm ngày 1 tháng 10, bà Út cùng hai con, trong đó có bé PNQ bị nôn ói, tiêu chảy. Trong ngày 1 tháng 10, chồng bà Út đưa con đi khám tại một phòng khám tư, được chẩn đoán theo dõi nhiễm siêu vi, rối loạn tiêu hóa và được kê đơn thuốc về điều trị tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng của bé PNQ không giảm. Khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, bé Quy được đưa vào bệnh viện Lê Văn Thịnh khám. Bác sĩ cho đơn thuốc về nhà theo dõi. Đêm cùng ngày, bé được chuyển vào cấp cứu với tình trạng tím tái toàn thân, xác định đã tử vong ngoài viện. Cùng thời điểm, các hộ dân trong chung cư cũng phản ánh tình trạng một số trẻ nhỏ và người lớn bị ói, tiêu chảy, sốt nghi do ăn bánh su kem. Khoảng 50 người có triệu chứng, 19 trường hợp phải nhập viện trong những ngày qua. Hiện nay đã có rất nhiều vụ ngộ độc xảy ra trên khắp địa bàn cả nước. Qua đó, để phòng tránh tối đa các vụ việc này xảy ra, nếu mỗi người nông dân, các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và mỗi nhà bếp thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, thì sẽ không xảy ra những sự việc đáng tiếc.